Mình xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề là checking into a hotel. Có nghĩa là mình làm thủ tục vào khách sạn. Mình hay nói là check in đó mọi người ha. Check into là đi vào, vào trong. Hôm bữa mình có học cái bài về đặt chỗ rồi. Thì hôm nay khi mình đến khách sạn, khi mình đặt chỗ xong mình đến khách sạn thì mình sẽ check in. Rồi. Good evening, chào buổi tối. Hi, xin chào. Do you have any vacancies tonight? À là tối nay bạn có cái phòng trống nào hay không? Đó. Có, yes, the rate is $55. À, cái rate là cái giá ha. Hôm bữa mình có học phần này rồi. Cái giá là 55 đô. Does the room have internet access? Internet là mạng internet, access là cái kết nối ha. Tức là cái phòng nó có kết nối internet hay không. We have wireless. Wireless là không dây mọi người. Wire là dây. Wireless là không dây, tức là wifi đó mọi người. If you have a computer, nếu bạn có một cái computer là một cái máy tính, nghĩa là cái laptop á, you can use, bạn có thể sử dụng wireless là wifi network, cái mạng không dây, for an additional $5, cho một cái khoản phụ thêm, additional là thêm vào, $5 tức là bạn sẽ trả thêm 5 đô nữa cho cái wifi này. Okay, I will take that room please. Người khách mới nói ok, tôi sẽ take that. Take that là lấy cái phòng đó ha. Take, đọc là take, lấy cái phòng đó. Vui lòng, tôi sẽ lấy cái phòng đó. Would you like a smoking room? Bạn có thích, hôm bữa mình có học cấu trúc về would you like some, hoặc là would you like một cái danh từ phía sau ha. Đây nè, một cụm danh từ là smoking room, là phòng có hút thuốc, or non-smoking room, hoặc là phòng không hút thuốc mọi người ha. Non-smoking, không hút thuốc. How will you be paying? Bạn sẽ thanh toán như thế nào? Đó, cái câu này là trong bài hôm bữa mình cũng đã có rồi nè. Visa, bằng visa. Here you are, của bạn đây. How many people? Có mấy người. Cấu trúc hôm how many mình cũng đã học bài trước rồi nè. Cộng với danh từ số nhiều, people. Two, hai. Would you like? Bạn thích. Đây nè, thấy không? Would you like? Nó lặp lại vô cùng nhiều lần luôn. Đặc biệt là trong những ngành dịch vụ mọi người ha. Và mình nói chuyện với khách hàng hay những cái người nào mà gọi là mình cần có một cái sự trang trọng cao hơn mình á, thì mình nên dùng những cái cấu trúc này. A king size. King size bed là cái giường mà king size là giường cỡ lớn, giường 1m8, 2m1 mọi người ha. Or two double beds, hay là giường đôi. Giường đôi là 1m5 đến 1m5, 2m ha. Cái kích cỡ của nó là như vậy. King size please. À, giường king size. You're in room 200. Người ta sẽ hay nói là 237 luôn ha. 237 là phòng 237. Thường cái này mình nói từng số, 237 cho dễ. It's on the second floor. Cái floor này á là cái sàn, cái tầng. Second là thứ hai. Nó ở cái tầng thứ hai. Here's your key. Nhớ mình ha, key ha, không đọc key nè. Key là cái chìa khóa của bạn đây. Sign here please. Sign là ký, sign here, ký ở đây, làm ơn, ký vào đây. What time is check out? Check out tức là cái thủ tục ra khách sạn á, làm thủ tục đi rời khỏi khách sạn là mấy giờ? 11:30 a.m. là 11 giờ trưa. Rồi. Ngữ pháp ngày hôm nay mình có là mình học về what time, mấy giờ, ai đó làm gì đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ có what time nè, sau đó là có trợ động từ ha mọi người ha. Vì á, đã là một câu hỏi á, thì khi nào nó cũng phải có trợ động từ cả. Đối với chủ ngữ là you thì và thì hiện tại đơn thì mình sẽ dùng chữ do ha. What time do you learn English? Mấy giờ bạn học tiếng Anh? Learn này là động từ chính nè, ở dạng nguyên mẫu nè. What time does your mom? Thì mình thấy á, tại sao dùng does? Tại vì your mom là ngôi thứ ba số ít mọi người ha. Ngôi thứ ba số ít tức là mình nói về một người, nhưng mà cái người đó là cái người không có đang nằm trong cái cuộc hội thoại. Ví dụ người A nói với người B về một người C, thì người C đó được gọi là người thứ ba, ngôi thứ ba đó mọi người. Ngôi thứ ba là cái người không không có mặt trong cuộc trò chuyện mà được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đó, được gọi là thứ ba. Your mom là số ít nè, nên là mình dùng từ does. Come là động từ nguyên mẫu, mình dùng come home. Come home, đừng đọc come home mọi người ha. Come home là về nhà, tức là mẹ bạn về nhà lúc mấy giờ. Tiếp theo là mình có cấu trúc if, nếu ai đó làm gì đó. Ai đó can, có thể làm gì đó. Ví dụ if you learn, đây là từ hiện tại đơn mọi người ha, nên là giữ nguyên mẫu nè. Hard, hard là chăm chỉ ha. Đây chính là trạng từ trong câu này, bổ nghĩa cho chữ learn ha. Mình không dùng hardly mà ha. Hardly có nghĩa là hầu như không.
Còn cái heart này nó vừa là tính từ vừa là trạng từ luôn. Nếu bạn học chăm chỉ, you can có thể speak, nói English, tiếng Anh well, tốt. Tại sao người ta dùng well mà không dùng good? Bởi vì nó bổ nghĩa cho một cái động từ là speak chỗ này, thì mình cần phải dùng một cái trạng từ thì mới bổ nghĩa được mọi người ha. Nói tiếng Anh tốt, speak well, không dùng speak good. If you learn hard, you can speak English well. Rồi tiếp theo, nếu như họ, if they agree, agree là đồng ý. Nếu mà họ đồng ý, I, tôi, can, có thể, help, giúp. Them là họ, tôi có thể giúp họ. Nếu như họ đồng ý thì tôi có thể giúp họ. Rồi, bây giờ mọi người cùng nghe qua bài hội thoại này mọi người ha. Good evening. Hi, do you have any vacancies tonight? Yes, the rate is $55. Do the rooms have internet access? We have wireless. If you have a computer, you can use the wireless network for an additional $5. Okay, I'd like a room, please. Would you like a smoking or a non-smoking room? Non-smoking. How will you be paying? Visa. Here you are. How many people? Two. Would you like a king-size bed or two double beds? King-size, please. You're in room 237. It's on the second floor. Here's your key. Sign here, please. What time is checkout? 11:30. Rồi, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là một chút mỗi ngày sẽ khiến cho mọi người... Điều quan trọng nhất là mình duy trì được cái sự đam mê học tập nó liên tục á, thì cái đó mới là quan trọng á mọi người ha. Khi mình học bất kỳ cái gì thì có cái gì vấn đề gì mà chưa hiểu á, thì mọi người hãy đặt ở dưới phần comments bên dưới và mình sẽ trả lời. Mình xin chào mọi người.